Chào mừng các bạn đã tới với bản tin chính sách mới có hiệu lực tháng 5 năm 2023 của Luật Việt Nam. Tháng 5 đánh dấu loạt thay đổi liên quan tới sổ đỏ. Ngoài ra còn nhiều chính sách mới khác liên quan tới quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nộp phạt vi phạm giao thông. Tôi là Vân Hà, người đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là tóm tắt những tin chính trong tháng 5. Thay đổi loạt quy định về sổ đỏ từ ngày 20 tháng 5. Thu hồi SIM không chuẩn hóa thông tin từ ngày 15 tháng 5. Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thay đổi về vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 3 trường hợp không bị tính thêm tiền chậm nộp phạt giao thông. Thay đổi về điều kiện xét thăng hạn viên chức nghệ thuật biểu diễn điện ảnh. Ngày 3 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 năm 2023 sẽ có thêm loạt thay đổi liên quan tới việc cấp sổ đỏ và nhiều quy định khác liên quan tới quyền sử dụng đất. Đáng chú ý có thể kể tới việc cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đáp ứng đủ điều kiện. Nhờ đó, resort, villa, condotel tới đây sẽ được cấp sổ đỏ. Sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai hoặc cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì cho phép văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ. Trước đó, thẩm quyền này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, cá nhân hộ gia đình phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện. Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Vấn đề chuẩn hóa SIM là yêu cầu bắt buộc đối với chủ thuê bao. Nếu không chuẩn hóa thông tin, từ ngày 15 tháng 5 năm 2023, số thuê bao sẽ bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Với yêu cầu của Cục Viễn thông về việc chuẩn hóa SIM với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các nhà mạng đã rà soát thông tin và thực hiện thông báo tới từng số thuê bao để nhắc nhở người dân cập nhật thông tin chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thuê bao chưa chịu chuẩn hóa thông tin cá nhân. Ngày 15 tháng 4 năm 2023, các nhà mạng đã thực hiện khóa liên lạc 2 chiều đối với khoảng 1,2 triệu thuê bao. Nếu tiếp tục không chuẩn hóa thông tin để trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì từ ngày 15 tháng 5 năm 2023, các thuê bao có thông tin trùng khớp đã bị khóa 2 chiều sẽ bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Để không bị thu hồi SIM, người dân có số thuê bao chưa chuẩn hóa cần thu xếp công việc để sớm tới các điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin trước ngày 15 tháng 5. Để số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được nhanh chóng và thuận lợi, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01 năm 2023, trong đó hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 25 tháng 5 năm 2023 như sau. Việc áp dụng cung cấp mã QR phải đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam về công nghệ thông tin, kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động, yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR code năm 2005. Mã QR được in ở góc bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, phải cung cấp các dữ liệu tối thiểu sau. Mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, mã thủ tục hành chính, mã định danh các tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, tên giấy tờ được xuất bản, tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu, thời điểm xuất bản. Mã QR trên giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả phải cung cấp thêm ngày hẹn trả kết quả. Mã QR trên kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn, phạm vi có hiệu lực nếu có. Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2023, Thông tư 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó có quy định về các vật dụng được mang vào phòng thi. Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau đây: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính. Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Trước đây, thí sinh còn mang cả các loại máy ghi âm, ghi hình, chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có các thiết bị hỗ trợ khác. Quy chế mới được áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp của năm 2023.
Sau đó tới đây, thí sinh sẽ không mang theo các máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi, ngay cả khi chúng không có chức năng truyền nhận thông tin, tín hiệu. Hiện nay, nếu quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế nộp phạt, đồng thời còn phải nộp thêm tiền nộp chậm bằng 0,05% tổng số tiền chưa nộp. Tuy nhiên, Thông tư 18 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 đã miễn tính tiền chậm nộp cho 3 trường hợp nộp chậm như sau. Trong thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn xem xét quyết định giảm miễn phần còn lại, trong thời hạn cho phép nộp tiền phạt nhiều lần. Trong tháng 5 này, Thông tư 03 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật cũng được đưa vào áp dụng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5 năm 2023, điều kiện xét thăng hạng viên chức ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật sẽ có một số điều chỉnh. Cụ thể, viên chức các chuyên ngành trên sẽ được dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu có thêm một trong các danh hiệu về văn học nghệ thuật sau: danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước. Viên chức được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh cao hơn liền kề. Trên đây là những nội dung đáng chú ý về các chính sách mới được đưa vào áp dụng trong tháng 5 năm 2023. Nếu cần giải đáp các thắc mắc về pháp luật, bạn xem video có thể gọi ngay cho chúng tôi theo số tổng đài 1900 6192 hoặc đăng ký làm hội viên để được hỗ trợ sớm nhất. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo bạn nhé!